bố con đang ngồi canh xe. Thế là một đoàn xe khoảng mấy chục người là chạy vào là đánh túi bụi nhóm người đó, là quá hung hăng luôn. Vào là thấy nhảy vào là chém luôn chứ không nói gì cả. Tôi là bị là xương trán này, mặt thâm này, đầu là bị u mấy cái này, chân là bị chém này, lưng là bị thâm ở đằng sau lưng á. Bốn ngày á là có một đồng chí mất thẻ xe, bảo vệ thu phí 50.000. Sau đó là đến ngày 18 á, có một băng nhóm đến là uống cà phê xong là ra đánh bảo vệ, vừa đánh người ta mà vừa bảo là sao đi thu vé xe 50.000, mày để tao đánh chết. Tôi đứng dậy đi lên để thu thẻ, thì đi đến gốc xe đó thì là thấy một thanh niên nhóm gọi cái gì thì tôi cũng nghe, tôi quay lại hỏi là cái gì chú, nó chỉ mặt nó đẩy luôn.